đất nước thanh bình trải dài nắng quê hương. Anh vẫn ra đi trên khắp nẻo đường, chinh chiến qua rồi còn đau thương nhức nhối, còn máu xương rơi, nước mắt và mồ hôi. Mở đường thắng lợi là người lính công binh, anh dũng hy sinh vượt qua gian khó ngại gì. Từng bước anh đi bao nhịp cầu đã nối cho những con đường dọn ra bên bờ vui. Đẹp lắm anh ơi, trời quê xanh ngắt vời vời, chiến tranh qua rồi hàn gắn vết thương đau. Miền đất hôm nay xanh thêm màu xanh mới, góp công xây đời vuông xới trong tình thương. Đẹp lắm quê hương miền Đông, anh hùng bất khuất không lùi, từ trong gian khó vượt lên, và trái tim anh tròn tình yêu đất nước. Người lính công binh đi trước về sau, dài nắng quê hương. Anh vẫn ra đi trên khắp nẻo đường, chinh chiến qua rồi còn đau thương nhức nhối, còn máu xương rơi, nước mắt và mồ hôi. Đi mở đường thắng lợi là người lính công binh, anh dũng hy sinh vượt qua gian khó ngại gì. Từng bước anh đi bao nhịp cầu đã nối cho những con đường dọn ra bên bờ vui. Đẹp lắm anh ơi, trời quê xanh ngắt vời vời, chiến tranh qua rồi hàn gắn vết thương đau. Miền đất hôm nay xanh thêm màu xanh mới, góp công xây đời vuông xới trong tình thương. Đẹp lắm quê hương miền Đông, anh hùng bất khuất bước đi không trong gian khó vượt lên, và trái tim ơi tròn tình yêu đất nước. Người lính công binh đi trước về sau, và trái tim ơi tròn tình yêu đất nước. Kính thưa toàn thể các đồng chí, đồng đội, với khí thế thi đua toàn đảng, toàn dân, toàn quân đón chào năm mới năm 2023, lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước và thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên. Thể theo nguyện vọng của đại đa số hội viên Hội đồng ngũ thị xã Mỹ Hào nhập ngũ tháng 2 năm 1983, tổ chức gặp mặt giao lưu kỷ niệm 40 năm ngày nhập ngũ
ngày 28 tháng 2 năm 1983, 28 tháng 2 năm 2023. Được sự thống nhất của Ban Liên lạc Hội đồng ngũ tháng 2 năm 1983 thị xã Mỹ Hào. Hôm nay ngày 28 tháng 2 năm 2023 tại trung tâm thị xã Mỹ Hào, Hội đồng ngũ tháng 2 năm 1983 tổ chức gặp mặt giao lưu nhằm ôn lại những kỷ niệm đã qua của những năm tháng tuổi đôi mươi lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự bảo vệ biên cương của Tổ quốc, đồng thời động viên nhau tiếp tục sống có trách nhiệm với bản thân, gia đình, quê hương và đất nước. Về dự và động viên buổi gặp mặt giao lưu hôm nay, Ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu đồng chí Đặng Xuân Lợi, nguyên cán bộ trung đoàn 533 về dự chung vui với buổi gặp mặt giao lưu hôm nay, đề nghị hội nghị nhiệt liệt chúc mừng. Ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu các đồng chí nguyên là cán bộ chiến sĩ trung đoàn 533 trên địa bàn thị xã Mỹ Hào, huyện Yên Mỹ cũng về dự, đề nghị hội nghị nhiệt liệt chúc mừng. Ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu các đồng chí nguyên là cán bộ chiến sĩ trung đoàn 533 tỉnh Bắc Giang đã về dự, đề nghị hội nghị nhiệt liệt chúc mừng. Ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu các đồng chí nguyên là cán bộ chiến sĩ thành phố Hải Phòng cũng về dự đông đủ, đề nghị hội nghị nhiệt liệt chúc mừng. Ban tổ chức xin chào đón các đồng chí nguyên là cán bộ chiến sĩ trung đoàn 533 nhập ngũ tháng 2 năm 1983 trên địa bàn thị xã Mỹ Hào về dự đông đủ, đề nghị hội nghị chúng ta nhiệt liệt hoan nghênh. Tiếp theo chương trình, xin trân trọng giới thiệu và kính mời đồng chí Phan Đức Thêm, trưởng Ban Liên lạc Hội đồng ngũ tháng 2 năm 1983 thị xã Mỹ Hào lên khai mạc hội nghị. Xin trân trọng kính mời đồng chí. Kính thưa các đồng chí, trên quê hương Hưng Yên, một vùng đất địa linh nhân kiệt, cách đây 40 năm có 280 chàng trai còn rất trẻ trung và sôi nổi, đáp lại tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc vì nhiệm vụ quân sự vẻ vang, vì sự bình yên của xóm làng quê hương, họ đã vui vẻ lên đường nhập ngũ để bảo vệ biên cương của Tổ quốc. Thật là đường lên xứ Lạng quanh quanh, con đường dẫn chúng ta đến đơn vị thật ngoằn ngoèo và heo hút, con tàu đưa chúng ta đến ga Lạng Sơn vào một buổi chiều xứ Lạng trong sự tò mò và bỡ ngỡ. Thế rồi những ngày huấn luyện cũng thấm thoát trôi đi, mỗi người chúng ta đều có một nhiệm vụ khác nhau, nhưng chúng ta đều có quyền tự hào vì trong sự lớn mạnh của quân đội nhân dân Việt Nam nói chung, trung đoàn 533 nói riêng đều có một phần công đóng góp của chúng ta, bởi mỗi chúng ta đều là nhận và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Trong số chúng ta, nhiều đồng chí được nhận nhiều giấy khen, bằng khen, có đồng chí được vinh dự đứng trong hàng ngũ của Đảng. Và cao quý hơn tất cả là sau ngày tháng ngày quân ngũ, chúng ta đã trở nên thân quen đến nỗi sau nhiều năm gặp lại, chỉ cần nói tôi là lính 33 là đã nhận ra và thấy gần gũi, quý mến và tin cậy lẫn nhau. Thưa toàn thể anh em, mừng vui về sự trưởng thành ngày hôm nay, chúng ta bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến những bậc sinh thành, đến gia đình của mỗi người. Nhờ đó chúng ta mới có ngày hôm nay. Chúng ta cũng không quên sự tri ân tới các đồng chí lãnh đạo, thủ trưởng các đơn vị đã đào tạo và rèn giũa chúng ta trở thành những con người có ích cho xã hội. Các đồng chí thân mến, 40 năm trôi qua là một cả chặng đường, tuy mỗi người một công việc, ai cũng phải lo toan, vất vả, và song từ trong sâu thẳm tâm hồn của chúng ta luôn nhớ về nhau mà không sao tập hợp đông đủ được. Để đáp lại mong ước ấy, Ban Liên lạc Hội đồng ngũ của chúng ta
đã cố gắng hết sức để chắp lối nhưng cũng chưa được sự như mong muốn. Như những cánh chim tìm về tổ ấm, ngày hôm nay gặp lại nhau nơi đây, chúng ta mong muốn tìm lại hình ảnh của chính mình 40 năm về trước. Trong niềm vui hội ngộ này, mong rằng chúng ta cùng nhau gìn giữ những tình cảm anh em, đồng đội, đồng chí cao quý trong suốt cuộc đời còn lại. Chúng ta sẽ là một tập thể đoàn kết, tiếp tục giúp đỡ lẫn nhau trong cuộc sống đời thường và trong công việc. Với tất cả tinh thần đó, tôi xin tuyên bố buổi gặp mặt kỷ niệm 40 năm ngày nhập ngũ tháng 2, 28 tháng 2 năm 1983, 28 tháng 2 năm 2023 của những người lính Hưng Yên thuộc Trung đoàn 533 trực thuộc Bộ Tư lệnh Công binh của chúng ta chính thức được bắt đầu. Một lần nữa, tôi xin chúc quý vị đại biểu, khách quý và toàn thể các đồng chí cùng gia đình sức khỏe, hạnh phúc, thành đạt. Chúc buổi gặp mặt của chúng ta hôm nay thành công rực rỡ. Xin trân trọng cảm ơn. Vâng, xin trân trọng cảm ơn đồng chí Phạm Đức Thêm. Kính thưa toàn thể hội nghị, về dự và động viên chia vui với hội nghị hôm nay có các đoàn về dự và tặng hoa. Ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu đồng chí Đặng Xuân Lợi, nguyên là cán bộ Trung đoàn 533, có bó hoa chúc mừng. Xin trân trọng kính mời đồng chí. Xin trân trọng kính mời đồng chí Thêm và đồng chí Hùng lên nhận hoa. Đề nghị hội nghị chúng ta cho một tràng pháo tay. Vâng, xin trân trọng cảm ơn đồng chí Đặng Xuân Lợi. Ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu và kính mời các đồng chí thay mặt cho Hội Cựu Chiến binh, Ban Liên lạc của thành phố Hải Phòng. Do bác nào lên đây, bác Trừng lên tặng hoa. Xin trân trọng cảm ơn Ban Hải Phòng. Tiếp theo chương trình tặng hoa, ban tổ chức xin trân trọng kính mời đồng chí Bùi Văn Thêm thay mặt đoàn tỉnh Bắc Giang lên tặng hoa chúc mừng. Xin trân trọng kính mời đồng chí. Vâng, xin trân trọng cảm ơn. Ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu toàn thể chị em, vợ của các đồng đội lên tặng hoa chúc mừng. Xin trân trọng kính mời. Đề nghị hội nghị chúng ta cho một tràng pháo tay. Vâng, xin trân trọng cảm ơn các chị em đã về dự và có nước mà chúc mừng. Tiếp theo chương trình, ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu đồng chí Đặng Xuân Lợi về dự và có bài phát biểu đối với hội nghị của chúng ta hôm nay. Xin trân trọng kính mời đồng chí. Kính thưa ban tổ chức,
lễ kỷ niệm 45 ngày nhập ngũ của các đồng chí trong trung đoàn 533 với đội hình thị xã Mỹ Hào. Kính thưa các đồng chí đại biểu đại diện cho cán bộ chiến sĩ của huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên. Kính thưa các đồng chí đại biểu cho đoàn cán bộ chiến sĩ của thành phố Hải Phòng. Kính thưa các đồng chí cán bộ chiến sĩ đại diện cho đoàn Bắc Giang. Rất vinh dự cho tôi hôm nay là được tham dự cái buổi gặp mặt của các đồng chí nhập ngũ tháng 2 năm 1983 của quê hương Mỹ Hảo. Cho đến hôm nay là 40 năm tròn ngày các đồng chí nhập ngũ. Thế thì để mà điểm lại cái quá trình từ khi các đồng chí nhập ngũ lên địa bàn Lạng Sơn vào trung đoàn 533 thì tôi cũng xin báo cáo các đồng chí sơ bộ về cái lịch sử của trung đoàn 533 để các đồng chí là nắm bắt được. Trung đoàn 533 được thành lập ngày 12 tháng 4 năm 1977 tại trạm khách của Bộ Tư lệnh Công binh. Đấy. Ở khu vực đây là hồ Tây. Tôi là người là cùng với 22 đồng chí cán bộ chiến sĩ là về đầu tiên để thành lập khung. Đấy. Sau đó là triển khai để đi lấy quân nước đầu tiên là tháng 7 năm 1977. Đấy là cái nước nghĩa vụ, lính nghĩa vụ đầu tiên, lính 77 thì cũng tuyển ở Hưng Yên. Đấy. Hưng Yên thời kỳ đó là tuyển 2.500 chiến sĩ của Hưng Yên, cái nước chiến sĩ đầu tiên. Thế sau đó tiếp theo thì là nhập ngũ 78, thế rồi đến 80, thế mà 82 thì là lần lượt các là bổ sung vào các đơn vị. Nhưng mà rất là cái vinh dự may mắn là huyện Mỹ Hào ấy là được tuyển quân 198 đồng chí nhập ngũ vào trung đoàn 53, tức là cái đợt các đồng chí có mặt ngồi hôm nay đây là 198 đồng chí. Thế thì trải qua cái thời kỳ ở đơn vị thì cái nhiệm vụ của đơn vị trung đoàn 33 lúc bây giờ là chúng ta làm cái nhiệm vụ là đổ bê tông để phục vụ nắp các ghép các cái hầm kèo ở trên biên giới phía Bắc. Cho nên là các đồng chí chúng ta ngồi đây ấy, là các đồng chí đã tham gia các cái nhiệm vụ đó. Mà báo cáo các đồng chí là vì cái điều kiện là các đồng chí chúng ta là cái việc như là tuyên truyền vận động để làm sao là anh em chúng ta tham gia là đông. Thế nhưng mà cái hôm nay thì tôi thấy rằng là cái thành phần anh em chúng ta tham gia thì nó cũng hơi là thấp, vài chục đồng chí thôi. Thế còn chính thức ra là chúng ta 198 người ở cái nhà này. Đấy, cho nên cái này thì chúng ta cũng cần cái là tuyên truyền để làm sao là thôi bây giờ về đời thường rồi. Ở đây thì là có các vị phu nhân của các quân nhân đến tham dự thì chúng tôi nên rất là thế là cảm động. Đây là cảm nghi gắn bó giữa tình cảm cái hậu phương vững chắc của người lính ấy. Cũng có mặt tham dự hôm nay thì cũng là rất là vinh dự. Cái mong rằng làm sao là trong cái quá trình tại quân ngũ thì có những đồng chí là trưởng thành ở là sĩ quan đấy, trong quân đội. Thế khi về đời thường rồi thì có các đồng chí phát triển theo cái bên ngoài xã hội thì các đồng chí cũng trưởng thành lên, có đồng chí là bí thư chủ tịch xã. Thế thì đấy là hoàn thành tốt được các nhiệm vụ ở quân đội rồi. Thế nhưng mà về đời thường quê hương ấy, thì các đồng chí cũng phát huy được cái bản chất truyền thống của quân đội mà truyền thống của trung đoàn 533. Thì chúng ta ngồi đây chúng ta rất là tự hào là trung đoàn 533 thế hệ các đồng chí nên Lạng Sơn ấy, lúc bây giờ ấy là lừng tiếng ở Lạng Sơn để trung đoàn 533 chúng ta đấy. Hải Hưng, Hải Phòng người ta nói hay là lừng tiếng là thị xã Lạng Sơn để chúng ta ôn lại cái quá trình quân ngũ của chúng ta thấy là cái tự hào thực sự mà nói thế. Toàn bộ dân thị xã là rất dân trọng với lại lính trung đoàn 533. Nó thực sự là nói ra 3-7 tiếng bên kia rồi cũng không thể để bằng cái trung đoàn chúng ta, là trung đoàn công binh
và lại làm cái nhiệm vụ đó, cho nên là cái thế mạnh lúc bây giờ là gần như là thao túng ở cái thị xã Lạng Sơn cái thời kỳ đó. Xin báo cáo các đồng chí như thế. Các đồng chí ngồi đây là tham gia cái đổ bê tông thứ rồi là các người lên đây thì là rất là tự hào đó. Nó gần ngay thị xã cho nên là cái việc là giao lưu ra bến tàu bến xe chợ Kỳ Lừa cái thứ các kiểu kia là chúng ta rất là hoành tráng cái thời kỳ đó. Đấy là cái ôn lại cái quá trình quân ngũ của các đồng chí ở đây là chúng ta thấy rất là như thế. Chứ còn về đời thường thì chúng ta là cũng đã phát huy được cái bản chất truyền thống của bộ đội cụ Hồ rồi. Đấy là về xây dựng kinh tế gia đình, thế rồi là các đồng chí bây giờ là đều lên ông lên bà hết cả rồi, U60 cả rồi, cái lớp là U82 bây giờ là U60 cả rồi. Thế các phu nhân một số ngồi đây cũng thế thôi, rất là cái bản hay là hậu phương vững chắc của chúng ta rồi. Cho nên là gì bây giờ là trong số các đồng chí nhập ngũ 82 đây thì các đồng chí đều được hưởng cái chế độ chính sách là cái nghị định 62 à, nghị định 62 đấy ở biên giới hải đảo, cho nên là gì được hưởng các cái quyền lợi cho anh quân đội cũng như nhà nước triển khai thực hiện cái bảo hiểm y tế đấy. Bảo hiểm y tế các đồng chí là bây giờ thực hiện mà bảo hiểm y tế là 100%, đấy cho nên các đồng chí nào mà anh em mình mà trong cái đó mà chưa làm được những cái việc đó thì là chúng ta cũng tuyên truyền để làm sao là bảo được cái quyền lợi của anh em. Thế mà về đời thường thì là làm gì để phát triển kinh tế gia đình, thế nhưng mà luôn luôn làm sao là phát huy được cái truyền thống bản chất bộ đội cụ Hồ, thế và truyền thống bản chất của trung đoàn 33. Xin báo cáo các đồng chí thì là cái buổi gặp mặt hôm nay thì cũng là thời gian cũng qua, thì tôi cũng xin phép là có một vài lời này, xin ôn lại cái quá khứ hào hùng của các đồng chí nhập ngũ tháng 2 năm 83 thời kỳ ở Lạng Sơn. Thế sau khi ra quân rồi thì chúng ta về đời sống thì chúng ta đều phát huy được cái truyền thống của quân đội, thế và phát triển kinh tế gia đình, xây dựng gia đình ngày càng là vững mạnh. Thế một nữa là thay mặt cho các đồng chí là cán bộ của trung đoàn, tôi thời kỳ đó chưa phải là thủ trưởng trung đoàn nên thực sự nói là cán bộ lớp đầu tiên thôi. Đây là anh em mình là tâm sự đúng cái nhà gì thế, cho nên là xin có một lời chào là xin chúc sức khỏe tất cả các vị dự hội nghị hôm nay có thêm một sức khỏe dồi dào, mạnh khỏe, an khang thịnh vượng và làm ăn kinh tế phát triển. Xin chân thành cảm ơn. Thay mặt ban tổ chức xin trân trọng cảm ơn ý kiến phát biểu, chia sẻ động viên chân tình cởi mở của Thủ trưởng Đặng Xuân Lợi. Xin kính chúc Thủ trưởng và gia đình luôn mạnh khỏe, hạnh phúc. Xin trân trọng cảm ơn. Kính thưa các vị đại biểu khách quý, kính thưa toàn thể hội nghị. Sau đây là chương trình văn nghệ. Mở đầu là bài hát Quân tử vô dịch với làn điệu Trèo Cổ do hai nghệ sĩ Xuân Thành và Thanh Mão trình bày. Mời toàn thể hội nghị chúng ta được thưởng thức. Xin trân trọng mời hai nghệ sĩ. Trước tiên xin chân thành cảm ơn đầu xuân mới, chúc đến quý anh chị em và các bạn và các đồng chí một năm sớm an khang thịnh vượng, gia đình hạnh phúc. Vâng, xin chân thành cảm ơn. Vấn đề và hôm nay rất phấn khởi cho Thiên Thành hôm nay là được xin phép đến các anh các chị và các đồng chí cho Thiên Thành và phu nhân của anh Thêm được làm dương nễ và châu long một chút. Vâng, xin mời cả nhà thưởng thức lắng nghe một làn điệu Quân tử vô dịch. Việt nàng các quốc vật này trao tặng, đây là tấm gương tư mã của từ thân, để ngày ngày nàng vẫn tóc xoay gương, tưởng như ta vẫn xoay chung với nàng. Thêm xin giữ lòng thương như tấm gương này sáng mãi không mờ chút bụi. Em ơi, chấp huynh em phải biết tặng.
quyết xưng danh người lính Bác Hồ, quyết xưng danh người lính Việt Nam. Chúng tôi là người lính Bác Hồ, mang trên mình màu xanh đất nước, màu xanh quê hương, màu xanh yêu thương, từng đất đất thăm màu cha ông. Dù cho gian lao, dù cho hy sinh, có chúng tôi người lính sẵn sàng. Chúng tôi là người lính Bác Hồ, dưới quân kỳ cùng đi chiến đấu, hòa vang câu ca vì quê hương ta, vì đất nước thăm màu cha ông. Cờ sao tung bay tình yêu mê say, đất nước ta hào khí sáng ngời, lời người còn vang vang trong tim ta, không gì quý hơn độc lập tự do. Tiểu đoàn hùng binh hiên ngang ra đi, băng qua gian nguy quyết giành toàn thắng, lời người mãi khắc ghi vì tổ quốc mê điều, quyết xưng danh người lính Bác Hồ, quyết xưng danh người lính Việt Nam. Chúng tôi là người lính Bác Hồ, mang trên mình màu xanh đất nước, màu xanh quê hương, màu xanh yêu thương, từng tấc đất thắm màu cha ông. Dù cho gian lao, dù cho hy sinh, có chúng tôi người lính sẵn sàng. Chúng tôi là người lính Bác Hồ, dưới quân kỳ cùng đi chiến đấu, hòa vang câu ca vì quê hương ta, vì đất nước thắm màu cha ông. Cờ sao tung bay tình yêu mê say, đất nước ta hào khí sáng ngời, lời người còn vang vang trong tim ta, không gì quý hơn độc lập tự do. Tiểu đoàn hùng binh hiên ngang ra đi, băng qua gian nguy quyết giành toàn thắng, lời người mãi khắc ghi vì tổ quốc mê điều, quyết xưng danh người lính Bác Hồ, quyết xưng danh.